Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. Gạo lứt nào tốt hơn, trắng ngà, đỏ hay đen? Hiện nay gạo lứt có 3 màu, trắng ngà, đỏ và đen. 3 màu này là màu của lớp cám của giống gạo đó. Nhiều người hỏi gạo màu nào tốt hơn, điều này tùy thuộc thể trạng từng người. Người có thể trạng âm thì ăn giống gạo dương hơn, và người có thể trạng dương thì ăn giống gạo âm hơn. Người quân bình ăn giống gạo nào cũng được. Chúng ta dựa vào một số điểm sau để phân định gạo nào dương hơn, gạo nào âm hơn, gạo nào phù hợp với mình. 1. Là giống lúa. Giống lúa có từ lâu đời thì tốt hơn giống lúa mới lai tạo. 2. Về thời gian canh tác. Tính từ lúc gieo lúa giống xuống ruộng cho tới khi gặt. Giống lúa canh tác trong 6 tháng tốt hơn giống lúa canh tác 3 hoặc 4 tháng. Thời gian canh tác càng dài, giống lúa đó càng dương và hạt lúa hấp thu sinh khí của trời đất càng nhiều. 3. Là yếu tố tự nhiên. Lúa được trồng hoàn toàn tự nhiên hoặc chỉ bón phân hữu cơ thì tốt hơn lúa bón phân hóa học, thuốc trừ sâu hay các hóa chất. Phân hóa học làm cây lúa âm hơn và mềm nên cây lúa này thu hút sâu rầy và vi khuẩn đến. Vì môi trường âm là môi trường sinh sống của sâu rầy và vi khuẩn, cho nên đã bón phân hóa học là phải phun thuốc trừ sâu đi kèm, đây là điều tất yếu. Được trồng tự nhiên hoặc chỉ bón phân hữu cơ thì cây lúa dương hơn, cứng hơn nên sâu bọ và vi khuẩn thường tránh xa những cây lúa này. 4. Là số mùa vụ. Giống lúa trồng mỗi năm một vụ tốt hơn giống lúa trồng mỗi năm 2 hoặc 3 vụ. Mỗi năm một vụ thì đất có thời gian để tái tạo độ màu mỡ và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây lúa. Trồng nhiều vụ trong một năm làm cho đất không kịp cải tạo độ màu mỡ của đất, cho nên không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây lúa. 5. Độ xốp. Gạo lứt xốp, cứng, dương hơn gạo lứt dẻo mềm. 6. Hình dáng. Hạt gạo lứt tròn dương hơn hạt gạo lứt dài. 7. Màu sắc. Màu đỏ dương hơn màu trắng dương hơn màu đen. 8. Tính thân thổ. Ăn gạo lứt trồng ở trong vùng, trong nước thì tốt hơn ăn gạo lứt từ nơi khác, từ nước ngoài. Trong Đông y có câu thân thổ bất nhị. Con người, khí hậu, môi trường và vùng đất mà mình đang sinh sống có quan hệ chặt chẽ và tương tác với nhau không ngừng. Sống ở đâu ăn thức ăn ở đó thì tốt hơn. 9. Cách nấu cơm. Cơm nấu bằng cách chưng cách thủy trong độ áp suất là ngon và tốt nhất. Nấu càng lâu thì cơm càng dương và càng ngon. Nấu bằng ga, củi và than tốt hơn nấu bằng điện. Ở Việt Nam và cả trên thế giới, gạo màu trắng ngà được sản xuất nhiều nhất, phổ biến nhất trong 3 loại gạo. Đó là lý do tại sao gạo lứt có tên tiếng Anh là brown rice, tức là gạo lứt trắng ngà. Giống gạo lứt đỏ red rice rất ít và giống gạo đen black rice lại càng ít hơn nữa. Gạo lứt trắng ngà quân bình âm dương hơn gạo lứt đỏ và đen, cho nên gạo lứt trắng ngà được sử dụng rộng rãi cho tất cả những người bình thường, từ trẻ em đến người già. Gạo lứt đỏ dành cho những người bị bệnh âm như tiểu đường, ung thư. Gạo lứt đen dành cho người thể tạng dương sử dụng. Nói chung, cả ba loại gạo lứt đều quân bình âm dương so với các thực phẩm khác, nên từ già đến trẻ em, cả phụ nữ và nam giới đều sử dụng được. Người nào thích loại nào thì ăn loại đó. Việt Nam có giống gạo huyết trồng, đỏ từ lớp cám đến hạt lõi tinh bột cũng màu đỏ, nên dễ nhầm gạo huyết trồng thường với gạo lứt đỏ. Trong trường hợp này, chúng ta xem hạt gạo có còn lớp cám, có còn phôi hay không. Còn cám còn phôi là gạo lứt, không còn là gạo thường. Phôi là nơi nảy mầm của hạt gạo. Hạt gạo lứt gieo xuống đất sẽ nảy mầm, do đó hạt gạo lứt chứa nhiều sinh khí. Ăn gạo lứt sẽ được hưởng nhiều sinh khí và có lợi rất nhiều cho sức khỏe. Hạt gạo thường gieo xuống đất không những không nảy mầm được mà còn hư rửa trong đất, do đó gạo thường chứa nhiều tử khí. Đây là lý do tại sao chúng ta ăn gạo lứt tốt hơn ăn gạo thường.